Chào mừng anh em đã trở lại với trò chơi game bắn tàu. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái hạm đội hùng mạnh một thời. Đó là hạm đội của Nhật Bản. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn từ những chiếc thiết giáp hạm từ cấp nhỏ cho tới cấp cao. Nói chung là đánh giá sơ bộ thôi, chứ còn về kỹ năng chơi thì tùy mọi người. Thì đầu tiên nó là chiếc Mikasa. Thì Mikasa này thì cái chiếc tàu vàng cấp 2, cho nên đó thì có người có người không. Thì Mikasa nó có gồm 4 khẩu pháo 305 ly, tầm bắn là 10 km, và gấp ốc cũ là 152 ly, có 14 khẩu được bố trí hai bên. Thời này thì chưa có máy bay nên tàu không có bố trí súng phòng không. Tốc độ di chuyển của tàu 18 hải lý, khả năng cơ động thì ở mức chậm. Ở phần 2 thì Mikasa là một chiếc thiết giáp hạm duy nhất ở trong game. Do chỉ có 4 khẩu pháo cho nên mình bắn ở tầm xa thì rất là khó trúng. Nếu trong trận đánh và chỉ gặp Tường Dương cấp 2 thì Mikasa phải nói là có một lợi thế. Nhờ nó là thiết giáp hạm thì chúng ta có thể tăng khả năng tiếp cận ở khoảng cách gần và tiêu diệt địch một cách dễ dàng. Do những chế tàu Tường Dương ở cấp 2 thì thường là không có ống phóng gư lôi. Nói chung là pháo phụ của Mikasa thì cũng nhiều nhưng mà tỷ lệ bắn trúng thấp. Sát thương của nó thì cũng tương đương với những cái tàu Tường Dương ở cấp 2. Nếu trận đánh mà có những cái tàu thiết giáp hạng phần 3 vô thì Mikasa nó không phải là đối thủ. Mục đích của Mikasa mình hay sử dụng đó là mình hay để cài những cái nhiệm vụ mà cần phải tiêu diệt nhiều tàu Tường Dương. Thì mình hay dùng Mikasa để cài nhiệm vụ. Kế tiếp ở phần 3 là chiếc Kawachi. Chiếc Kawachi thì nó có 12 khẩu pháo, nhưng mà mỗi một lần bắn mình chỉ có bắn được 8 khẩu thôi, do cái bố trí của nó cũng kỳ kỳ ngộ ngộ. Pháo của Kawachi thì bắn ở tầm xa thì tương đối cũng được. Độ tản mát của tàu Nhật thì thông thường thì mình thấy cũng rất là ok á. Nhưng mà về sát thương thì tàu Kawachi này sát thương dưới 1000 điểm. Về khả năng cơ động thì tàu Kawachi nó cũng thuộc hàng chậm chạp. Nếu mà địch mang đầu lại cho mình bắn thì được, chứ mà mình truy đuổi thì thôi chạy hết giờ luôn mà không có bắn được. Nếu dùng Kawachi mà cận chiến thì mình thấy Kawachi thường là thất thế hơn so với những thiết giáp hạm của những quốc gia khác. Thông thường là mình hay bị chết nhiều hơn là mình thắng. Cái người thua đó có thể là người ta không biết bắn hay sao, hoặc là máu của mình còn nhiều hơn máu của tàu địch. Theo mình thấy ở cấp 3 thì Kawachi không phải là sự lựa chọn tốt, mà hãy để chọn những cái tàu quốc gia khác. Kế tiếp thì đến tàu Ichizuchi. Ichizuchi này được tăng số lượng nòng pháo lên là 10 nòng, nhưng mà về kích cỡ nòng thì vẫn giữ nguyên là 305 ly. Ở Ichizuchi thì khả năng cơ động của nó đã được nâng cấp lên đáng kể. Bạn có thể bỏ chạy hoặc là truy đuổi các thiết giáp hạm của quốc gia khác. Pháo của Ichizuchi bắn ở tầm xa thì khá là chính xác, chỉ có điều là cái sát thương của nó hơi thấp. Còn nếu vậy nói ở tầm gần thì quá là ngon rồi. Tóm lại ở phần 4 thì Ichizuchi là một lựa chọn không tồi. Mình cũng thích con tàu này. Kế đến là con Kongo. Thì cái con tàu này nó được nâng cấp, tăng về cái độ cơ động và súng. Pháo của nó đã được nâng lên 356 ly với 8 khẩu. Tốc độ của con tàu rất là ấn tượng. Đối với thiết giáp hạm mà tốc độ đạt 31 hải lý thì rất là kinh ngạc. Nó tương đương với những chiếc tàu Tường Dương. Nếu mà nó bỏ chạy thì không có thiết giáp hạm nào mà đuổi kịp nó. Hoặc là nó truy đuổi thì không có thiết giáp hạm nào mà chạy thoát. Chiếc con Go này thì nó có pháo mạnh và độ chính xác rất là cao. Nếu mà chọn thêm kỹ năng ở tầm mát xa thì nó vẫn có thể gây sát thương rất là mạnh. Con Go là một con tàu có khả năng cơ động cao và pháo của nó thì có sát thương rất là tốt ở tầm xa lẫn tầm gần. Thì đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời cho những cái tàu cấp 5 mà các bạn không nên bỏ qua. Tiếp đến là con tàu Fuso. Thì chiếc Fuso này thấy cũng có rất nhiều anh em chơi. Chiếc Fuso này nó được tăng về quả lực nhưng mà giảm về độ cơ động.
Đối với những anh em mà chơi đã lâu rồi, có kinh nghiệm rồi á, thì từ tàu cấp 5 trở lên thì anh em thường hay chơi cái dạng ở tầm xa, cho nên về pháo của chiếc Fuso này thì độ gom đạn của nó rất là ok để chiến đấu ở tầm xa. Còn về phần pháo phụ thì mình thường hay chiến đấu ở tầm xa nên mình cũng không quan tâm đến pháo phụ của nó cho lắm. Thì những trường hợp mà địch áp sát thì sử dụng pháo phụ được bao nhiêu thì sử dụng. Tóm lại, Fuso là một con tàu cần có trong danh sách tàu chiến của các bạn. Ở phần 7 thì con tàu Nagato là một con tàu được nâng cấp mới về nòng pháo, thì kích cỡ nòng pháo được tăng lên đáng kể 410 mm. Tầm xa của pháo thì có thể đạt 14 km. Còn về độ cơ động thì nó cũng được nâng cấp hơn so với chiếc Fuso. Đường đạn của chiếc Nagato này nó đi theo đường cầu vòng, cho nên việc ngắm bắn nó cũng tương đối khác so với những cái chiếc trước đó. Khi bạn sở hữu Nagato thì việc đầu tiên là bạn nên làm quen với cái đường đạn của Nagato, thì từ từ bạn sẽ cảm thấy Nagato là một chiếc tàu có pháo rất là ngon. Nagato là một con tàu có sức cơ động và pháo quả thực mạnh, nhưng lớp giáp của nó thì không cứng cáp bằng những lớp giáp của tàu Mỹ, cho nên trong những tình huống cận chiến thì lợi thế của bạn chỉ nhờ vào hỏa lực của pháo. Ở phần 8 là chiếc Amagi, thì chiếc Amagi này nó cũng được nâng cấp về pháo, nó tăng thêm 2 nòng pháo so với Nagato và độ cơ động tốc độ nó cũng tăng lên, tầm bắn của pháo nó cũng xa hơn một chút. Nói về cách chơi thì Amagi với Nagato thì cách chơi nó cũng tương đương với nhau thôi, thì cái đường đạn của nó đi cũng giống nhau. Một điều đặc biệt nữa ở Amagi là chiếc tàu này nó chìm sâu hơn so với những chiếc tàu khác, cho nên ở tầm xa thì địch ngắm bắn mình nó cũng hơi khó khăn hơn một chút. Còn nói về pháo của Amagi thì cái đường pháo của nó đi cũng rất là đẹp. Nếu các bạn ngắm bắn chính xác và tàu địch không đổi hướng đột ngột thì mỗi một phát bắn có thể trúng từ 6 cho tới 7 quả. Từ tàu cấp 7, cấp 8 đổ lên thì khả năng sát thương của tàu sân bay rất là mạnh, cho nên các bạn nên lưu ý về khả năng phòng không của tàu mình. Khi Amagi là một con tàu tốt, tùy các bạn đang cài quốc gia nào nhưng mà hãy nên chơi Amagi một lần cho biết. Ở phần chính đó chính là Izumo. Izumo hay là còn gọi là Sumo thì đúng hơn. Một con tàu nặng nề và chả có thấy cái gì nâng cấp hơn so với Amagi hết. Số nòng pháo giảm đi một và toàn bộ được bố trí ở phần mũi tàu. Nâng cấp dễ thấy nhất ở Izumo là phần pháo phụ tự động. Cách bố trí toàn bộ tháp pháo ở phần trước mũi thì một số tàu Pháp nó cũng có cách bố trí tương tự, nhưng mà mỗi một lần bắn thì tất cả hỏa lực có thể dồn bắn được và khả năng bị bắn trúng nó giảm xuống rất là nhiều. Nhưng đối với Izumo thì con tàu vẫn phải xoay nghiêng mới bắn được hết hỏa lực. Cách bố trí pháo như thế này thì không biết có hay ở chỗ nào thì mình không biết. Còn khi mà mình bỏ chạy thì ở phía sau không có pháo cho nên cũng chẳng bắn được quả nào hết. Nói về pháo của Izumo thì nó cũng giống như những chiếc tàu anh chị em của nó. Do nặng nề, chậm chạp, cho nên nếu bị tàu phóng lôi nó tấn công thì rất khó là né tránh. Muốn có Yamato thì bắt buộc phải bước qua sát của em nó, cho nên mình chỉ chơi nó trong giai đoạn đó thôi. Chứ thật sự khi có Yamato rồi thì mình không có chơi Izumo nữa. Ở phần cuối cùng là con tàu Yamato, một con tàu huyền thoại mà gần như ai ai cũng biết. Yamato là một con tàu có pháo mạnh nhất trong game với nòng pháo là 460 ly, lớn nhất ở trong game, và có tầm bắn là 16 km. Tuy là có tốc độ hành trình cao nhưng mà khả năng xoay trở nó rất là chậm. Nó giống như là một pháo đài nổi, thì pháo đài thì nó rất là to lớn, mà to lớn thì cũng dễ bị bắn trúng. Cho nên cách chơi là mình đứng ở tầm xa ngoài tầm bắn của tàu địch và lợi dụng lợi thế của nó là tầm bắn xa thì bắn nó. Chứ mà mình tiến gần thì dễ làm bia đỡ đạn. Chơi tàu Yamato thì cần phải có tàu hộ tống, chứ nếu mà gặp khu trục nó truy đuổi thì rất khó là chống cự, do pháo phụ của nó rất là ít. Còn pháo phụ tự động thì giống như đồ chơi vậy, bắn hoài không có trúng. Chơi Yamato thì các bạn nên lưu ý dễ bị tuần dương nó tấn công bằng đạn lửa, cho nên hãy tìm cách giảm thấp nhất sát thương từ lửa.
Pháo của Yamato thì sát thương cao nhưng mà nạp đạn hơi chậm, cho nên lưu ý là mỗi phát bắn nên ngắm cho cẩn thận. Thì mỗi một phát bắn trúng Citadel nó tăng gấp 3 lần, cho nên hãy ngắm bắn cho kỹ càng vào. Mình tóm tắt ngắn về cái tàu thiết giáp hạm của Nhật Bản. Thì mình theo này là đánh giá cá nhân của mình đó, thì thiết giáp hạm của Nhật Bản nó tốt về quả lực và cơ động. Còn giáp của nó thì nó không bằng giáp của Đức và giáp của Mỹ. Thì đó là theo quan điểm cá nhân của mình. Thì tùy mọi người mà có thể lựa chọn cho mình những chiếc tàu tốt nhất